Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên đỉnh của một cõi trời xa xôi, nơi thời gian dường như ngừng lại và không gian hòa quyện vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tại đây, những ánh sáng huyền bí không chỉ chiếu rọi mà còn mang theo những sứ mệnh vĩ đại. Bạn có bao giờ tự hỏi nơi nào các vị Bồ Tát chuẩn bị cho sứ mệnh của mình trước khi hạ sinh vào thế gian? Hôm nay, chúng ta sẽ mở cánh cửa dẫn đến cõi đầu xuất, nơi những vị Bồ Tát dõi theo từng chuyển động của nhân loại và chuẩn bị mang đến ánh sáng và trí tuệ cho thế gian. Trong các tập podcast trước, chúng ta đã tìm hiểu về cõi cực lạc, nơi những tâm hồn tìm thấy sự bình an vĩnh cửu, và cõi lưu ly, nơi sắc màu và ánh sáng tạo nên một không gian huyền bí. Giờ đây, chúng ta tiếp tục hành trình của mình để khám phá cõi đầu xuất, một cõi trời đặc biệt, nơi những sứ mệnh vĩ đại đang được chuẩn bị và có ảnh hưởng sâu rộng đến tương lai nhân loại. Cõi đầu xuất, hay còn gọi là Tushita, là một trong những cõi trời nổi bật của dục giới, nổi bật với sự thanh tịnh tuyệt đối. Theo Kinh Quang Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đầu Xuất, đây là nơi các Bồ Tát, bao gồm cả Đức Di Lặc, an cư trước khi giáng sinh vào thế gian. Tại đây, họ chuẩn bị cho những nhiệm vụ lớn trong tương lai với mục tiêu hoàn thành sứ mệnh giác ngộ và giáo hóa chúng sinh. Trong hệ thống 6 cõi trời của dục giới, cụ thể là 1. Tứ Thiên Vương Thiên, Katarma; 2. Đao Lợi Thiên, Tham Thập Tam Thiên, Chiastrimsha; 3. Dạ Ma Thiên; 4. Đâu Xuất Thiên, Tushita; 5. Hóa Lạc Thiên, Nirmanat; Tha Hóa Tự Tại Thiên, Paranirmita. Cõi Đâu Xuất giữ một vị trí đặc biệt trong số các cõi trời của dục giới, vì đây là nơi các Bồ Tát chuẩn bị trước khi hạ sinh xuống nhân gian để thực hiện sứ mệnh giác ngộ và giáo hóa chúng sinh. Về đặc điểm, cung trời Đâu Xuất được trang trí hoàn mỹ và vĩ đại. Các kinh điển mô tả không gian ở đây được làm đẹp bằng âm thanh và ánh sáng từ các châu báu, tạo nên một môi trường trang nghiêm và hào nhoáng. Hương thơm từ cơ thể các đại thần và các dòng nước tuyệt diệu tạo ra không gian dễ chịu và thanh bình, lý tưởng cho sự tu tập và giáo hóa. Để hiểu rõ hơn về cách mà cõi Đâu Xuất hỗ trợ các vị Bồ Tát trong việc chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình, chúng ta cần xem xét cấu trúc chi tiết của cõi trời này. Ngoại viện là khu vực rộng lớn của cõi Đâu Xuất, nơi cư ngụ của các chư thiên. Các thiên chúng tại đây sống trong sự hưởng thụ đầy phước báo với môi trường trang trí bằng những châu báu rực rỡ và ánh sáng kỳ diệu. Cuộc sống ở ngoại viện rất đầy đủ và thanh bình. Nhưng chính vì vậy mà các thiên chúng dễ bị lơ là trong việc tu hành và phát triển tâm linh. Họ thường bị cuốn vào việc tận hưởng những phước báo mà mình đã tích lũy, thay vì tập trung vào việc tu tập. Mặc dù có điều kiện để tu tập, các kinh điển không mô tả rõ việc các chư thiên có thể vào nội viện để tu tập cùng các vị Bồ Tát. Họ có thể không nhận được sự nhắc nhở hay hướng dẫn cụ thể về việc tu hành, mà phải tự mình tỉnh thức. Sự tập trung vào hưởng thụ có thể khiến họ quên đi các trách nhiệm tâm linh và sự cần thiết phải duy trì sự tu tập để giữ gìn phước báo. Điều này có thể dẫn đến việc thiếu tinh tấn trong tu hành và dẫn đến việc đọa vào các cõi thấp hơn trong chu trình tái sinh khi hưởng hết phước báo của mình. Ngược lại, nội viện là khu vực đặc biệt trong cõi Đâu Xuất, nơi có sự hiện diện của Bồ Tát Di Lặc. Nội viện không chỉ là nơi an lạc, mà còn là trung tâm của cõi Đâu Xuất với sự thanh tịnh vượt trội hơn. Đây là điểm tập trung cho việc thuyết pháp và thực hành giáo lý. Bồ Tát Di Lặc thực hiện các hoạt động giáo hóa và giảng dạy tại đây, và các vị Bồ Tát khác đến nội viện để tu tập và học hỏi. Nội viện cung cấp một không gian lý tưởng cho sự tu hành sâu sắc và chuẩn bị cho các nhiệm vụ từ bi và cao cả trong tương lai. Các vị Bồ Tát ở đây được hỗ trợ trong việc duy trì và phát triển tâm linh, chuẩn bị cho việc xuất hiện của họ trên thế gian. Như vậy, cõi Đâu Xuất được chia thành hai phần chính, với mục đích hỗ trợ khác nhau. Ngoại viện cung cấp một môi trường đầy phước báo, nhưng cũng dễ dẫn đến sự lơ là trong tu hành. Trong khi nội viện là nơi tập trung sự thanh tịnh và giáo hóa, hỗ trợ các vị Bồ Tát trong việc chuẩn bị cho sứ mệnh giác ngộ và giáo hóa chúng sinh. Câu nói quen thuộc trong kinh điển, Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, không chỉ là một hình thức cầu nguyện, mà còn phản ánh một tín ngưỡng sâu sắc về vị Phật tương lai. Trong câu này, Nam Mô thể hiện lòng tôn kính và sự thành tâm. Đương lai chỉ thời điểm mà Ngài sẽ xuất hiện,
và hạ sanh, ngụ ý việc Ngài sẽ giáng sinh vào thế gian. Di Lặc Tôn Phật nhấn mạnh danh hiệu và phẩm hạnh của Ngài như một vị Phật tương lai sẽ kế thừa và tiếp tục giáo hóa chúng sinh sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Theo truyền thuyết Phật giáo, Bồ Tát Di Lặc sẽ là vị Phật thứ 5 trong hiền kiếp, nối tiếp sau Đức Thích Ca Mâu Ni. Trước Ngài đã có 4 vị Phật là Đức Câu Lưu Tôn, Đức Câu Na Hàm, Đức Ca Diếp và Đức Thích Ca Mâu Ni. Di Lặc, với vai trò là vị Bồ Tát cuối cùng sẽ xuất hiện trên trái đất, sẽ đạt giác ngộ hoàn toàn và trở thành Phật, mang lại ánh sáng trí tuệ và từ bi cho chúng sinh, giảng dạy Phật Pháp và tiếp tục công việc giáo hóa. Truyền thuyết về Phật Di Lặc rất đa dạng và phong phú. Trong Phật giáo Tây Tạng, tượng Phật Di Lặc thường được thờ cúng và miêu tả với hình ảnh Ngài ngồi trên ghế, chân có thể bắt chéo hoặc để xuống sàn, biểu thị sự sẵn sàng đứng dậy để giáo hóa chúng sinh. Hình ảnh này còn thể hiện sự chuẩn bị và sẵn sàng của Ngài để thực hiện sứ mệnh của mình. Ở Trung Hoa, Bố Đại Hòa Thượng được xem là hóa thân của Đức Di Lặc. Ông là một vị sư mập mạp, bụng lớn, thường xuyên cười và có phong thái hiền hòa, tự tại. Ông thường cầm một cây gậy và một túi vải chứa những đồ vật mà người ta tặng, đồng thời nổi tiếng với tài tiên tri chính xác về thời tiết. Sự hiện diện của Bố Đại Hòa Thượng không chỉ mang đến niềm vui và hạnh phúc, mà còn giúp xua tan nỗi buồn và căng thẳng cho những người xung quanh. Để hiểu rõ hơn về vai trò và sự chuẩn bị của Bồ Tát Di Lặc, bạn có thể tham khảo các kinh điển như Kinh Di Lặc Hạ Sanh và các kinh khác liên quan đến Ngài. Những tài liệu này sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu hơn về những gì Ngài đang chuẩn bị và vai trò của Ngài trong cõi đầu xuất. Điều kiện để tái sinh về cõi đầu xuất. Tái sinh vào cõi đầu xuất đòi hỏi cá nhân phải tích lũy công đức lớn và duy trì tâm thanh tịnh. Công đức không chỉ bao gồm việc làm thiện mà còn liên quan đến sự tu tập tinh thần, phát triển trí tuệ và lòng từ bi. Để đủ điều kiện sinh về cõi đầu xuất, bạn cần thực hành những điều thiện lành, giữ gìn giới luật và hướng tới sự giác ngộ và cứu độ chúng sinh. Theo Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, điều kiện để tái sinh vào các cõi trời cao bao gồm đầu xuất, yêu cầu. Người mong muốn sinh vào các cõi trời cao phải tích lũy công đức lớn và giữ tâm thanh tịnh. Những công đức này không chỉ là hành động thiện lành, mà còn là sự phát triển trí tuệ, từ bi và nỗ lực trong việc tu hành. Các kinh điển về cõi đầu xuất và điều kiện tái sinh vào đó thường được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Để có thông tin chính xác, bạn có thể tham khảo các bản dịch của các học giả như Thích Nhất Hạnh hoặc Thích Thiện Hoa, những người đã dịch và giảng giải nhiều kinh điển quan trọng. Ý nghĩa của việc sinh về cõi đầu xuất. Sinh về cõi đầu xuất không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực tu tập và công đức đã tích lũy, mà còn là cơ hội để tiếp tục tu tập và chuẩn bị cho việc trở thành một vị Bồ Tát vĩ đại. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa sinh vào ngoại viện và nội viện của cõi đầu xuất. Ngoại viện của cõi đầu xuất thường không đảm bảo rằng các thiên chúng sẽ nhớ để tu tập hoặc có đủ điều kiện để thực hiện các mục tiêu cao cả. Ở ngoại viện, thiên chúng thường dễ lơ là tu hành do cuộc sống đầy đủ và thanh bình. Mặc dù có cơ hội tu tập, nhưng họ không được hưởng lợi từ sự nhắc nhở và hướng dẫn cụ thể như trong nội viện, nơi có Bồ Tát Di Lặc cư ngụ. Nội viện cung cấp môi trường lý tưởng cho sự phát triển tâm linh, nơi các vị Bồ Tát có thể hoàn thiện công đức và trí tuệ, chuẩn bị cho những nhiệm vụ vĩ đại trong tương lai. Nội viện là trung tâm giáo hóa và tu hành, nơi Bồ Tát Di Lặc hiện diện để giảng dạy và hướng dẫn. Ngược lại, các thiên chúng sống ở ngoại viện không có sự hướng dẫn trực tiếp từ các Bồ Tát và phải tự tỉnh thức để tu tập. Làm sao để tái sinh vào nội viện đầu xuất? Hiện tại, ngoài Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, chưa có kinh điển nào mô tả chi tiết cách thức để tái sinh vào nội viện thay vì ngoại viện. Dựa trên các tài liệu và giảng dạy hiện có, chúng ta có thể giả định rằng những ai phát nguyện sinh vào đầu xuất nội viện cần phải tu tập miên mật, thiền định, thực hành Bồ Tát hạnh, phát triển lòng từ và nguyện độ thế. Việc kiên trì tu tập ở mức cao sẽ giúp tăng cơ hội tái sinh vào nội viện. Những ai chỉ tích lũy phước báo mà không phát triển trí huệ tâm linh có thể sẽ tái sinh vào ngoại viện. Đây là sự chia sẻ từ những hiểu biết và nghiên cứu của chúng mình tính đến thời điểm làm tập podcast này.
Nếu các bạn có thêm thông tin chi tiết hoặc hiểu biết sâu hơn về vấn đề này, xin đừng ngần ngại chia sẻ để chúng mình cùng học hỏi và mở rộng thêm kiến thức quý báu. Sau khi hiểu về điều kiện và ý nghĩa của việc tái sinh vào cõi đầu xuất, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá một khía cạnh thú vị khác. Sự liên kết và tương tác giữa cõi người và cõi trời đầu xuất. Sự liên kết với cõi người và cõi trời đầu xuất. Mối quan hệ giữa nhân gian và đầu xuất không chỉ dừng lại ở niềm tin, mà còn mở ra những cánh cửa giao thoa tâm linh đầy ý nghĩa. Người ta có thể cầu nguyện và hướng tâm về đầu xuất để tìm kiếm sự kết nối và nhận sự hướng dẫn từ các vị Bồ Tát, tạo nên một mối liên kết tinh thần sâu sắc, giúp tìm thấy hy vọng và định hướng trong cuộc sống thường ngày. Sự kết nối với cõi đầu xuất không phải là sự tương tác trực tiếp hay vật lý như gửi email hay gọi điện thoại, mà thông qua việc học hỏi và thực hành những giáo lý mà cõi trời này đại diện. Khi chúng ta hướng tâm về đầu xuất, những giá trị về vô thường và nhân quả được truyền dạy trong giáo pháp của Bồ Tát Di Lặc sẽ từ từ thấm nhuần vào tâm thức, nhắc nhở chúng ta về sự thay đổi liên tục và mối liên hệ nhân quả trong cuộc sống. Đây không phải những khái niệm xa vời, mà chính là những bài học thực tế giúp chúng ta tu sửa và tiến hóa tâm linh ngay giữa cuộc đời này. Các thông điệp từ cõi đầu xuất. Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu về mối liên hệ giữa cõi người và cõi đầu xuất. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm rõ những thông điệp quan trọng từ cõi đầu xuất và cách chúng có thể hỗ trợ chúng ta trong hành trình tu tập và phát triển tâm linh. Cõi đầu xuất là biểu tượng của hy vọng và sự chuẩn bị cho giác ngộ. Dù không thể thấy cõi đầu xuất bằng mắt thường, các giáo lý và kinh điển giúp chúng ta hiểu rằng hành trình tu hành không chỉ là nỗ lực để cải thiện cuộc sống hiện tại, mà còn là sự tích lũy công phu để chuẩn bị cho con đường giác ngộ lâu dài trong tương lai. Nếu bạn nguyện sinh về đầu xuất, dù cuộc sống hiện tại có đầy thử thách, bạn vẫn cần kiên trì và tinh tấn trong việc tu tập và phát triển tâm linh. Điều này không chỉ mang lại sự bình an ngay lúc này, mà còn tích lũy công đức và phước đức vững chắc cho hành trình tâm linh tiếp theo của bạn. So với các cõi khác như Cực Lạc và Lưu Ly, đầu xuất cung cấp một cái nhìn khác biệt trong thế giới quan Phật giáo. Cực Lạc thường được coi là nơi của sự hoàn hảo và an lạc, nơi những ai niệm Phật và thành tâm cầu nguyện sẽ được Phật A-di-đà, chư Đại Bồ Tát và các hàng thánh chúng đến tiếp dẫn. Lưu Ly đại diện cho sự thuần khiết và trí tuệ, với sự hỗ trợ của Phật Dược Sư và hai Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Trong khi đó, đầu xuất là điểm đến của sự chuẩn bị để nghe Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp và thực hành giáo lý, và sau đó có thể nhập thế độ sinh, thực hiện các hành động từ bi và vĩ đại. Đầu xuất yêu cầu sự nỗ lực và tự lực từ chính bản thân người tu tập nguyện sinh về đó, và không chắc có sự tiếp dẫn trực tiếp từ Bồ Tát Di Lặc. Cho dù bạn chọn cõi Cực Lạc, Lưu Ly hay đầu xuất, mỗi cõi đều mở ra những cơ hội riêng để đạt được giác ngộ. Hãy cân nhắc lựa chọn phù hợp với con đường tu tập của bạn và tiếp tục nỗ lực, vì mỗi hành trình đều hướng tới mục tiêu chung là thoát khỏi vòng luân hồi và đạt đến sự giác ngộ. Chúng ta đã cùng nhau khám phá sâu sắc về cõi đầu xuất, từ điều kiện để tái sinh đến sự liên kết giữa cõi người và cõi trời. Những hiểu biết này không chỉ mở rộng tầm nhìn của chúng ta về các cõi trời trong Phật giáo, mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hành trình tâm linh của chính mình. Hãy giữ vững lòng tin và sự kiên nhẫn trong quá trình tu tập. Dù con đường có thể đầy thử thách, sự tinh tấn và lòng chân thành của chúng ta sẽ tạo nên những cơ hội để tích lũy công đức và phước đức. Giống như sự kiên nhẫn và lòng từ bi mà Bồ Tát Di Lặc thể hiện, chúng ta có thể tìm thấy hy vọng và ánh sáng ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Cuối cùng, chúng mình cầu chúc cho tất cả chúng ta có thể tiếp tục trên con đường tu tập với sự tỉnh thức và lòng từ bi, và nguyện rằng những nỗ lực của chúng ta không chỉ mang lại lợi lạc cho bản thân, mà còn cho tất cả chúng sinh. Hãy mở rộng trái tim và trí tuệ của chúng ta và cùng nhau hướng tới một tương lai đầy ánh sáng và giác ngộ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các tập podcast tiếp theo.